Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Xin chào mọi người, tớ là quái thú nhỏ, là người chăm sóc cảm xúc của bạn. Cùng xem chúng nhé. Ôi không, một số cảm xúc đã biến mất rồi. Mình thật vui, đây thật buồn. Mình sợ hãi, tức giận đây. Chúng đang ở đâu? Mình cùng đi tìm kiếm cảm xúc này. Nào hãy cùng với tôi kiếm tìm. Na 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 na. Hãy cùng đi tìm những cảm xúc của bạn. Bạn nhỏ ơi, hôm nay bạn thế nào? Cả ngày hôm nay tớ rất là vui. Rất tuyệt. Bạn ơi cùng ta chơi đùa. Cười thật vui với nhau. Ha ha, mình vui cả ngày. Tớ đã tìm thấy hạnh phúc. Bạn nhỏ ơi, hôm nay bạn thế nào? Cả ngày hôm nay tớ rất buồn đây. Bạn thế nào? Càng ngày hôm nay tớ rất sợ hãi. Thôi không, mình hay sợ hãi rất nhiều. Và rất muốn được ôm ấp bao lâu. Mình rất sợ. Tớ đã tìm thấy sợ hãi. Bạn nhỏ ơi, hôm nay bạn thế nào? Càng ngày hôm nay tớ rất giận đây. Hãy để tớ một mình. Mình muốn dậm chân. Bực bội quá tớ không thấy vui. Thật là tức giận, thật là tức giận. Tớ đã tìm thấy giận dữ. Buồn rồi vui, sợ hãi, tức giận. Thật nhiều cảm xúc mang đến cho ta. Khi bạn có tâm trạng rất tệ thì cười lớn lên sẽ tốt hơn nhiều. Cảm xúc rất tuyệt vời. Chúng đã quay lại. Các bạn, hôm nay các bạn cảm thấy thế nào? Chúng ta phải làm thế nào khi có những cảm xúc khác nhau? Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cười. Và khi chúng ta cảm thấy tức giận, chúng ta nắm chặt tay. Nếu bạn biết chính xác cảm xúc của mình, thì bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn. Các con, hãy chơi trò vòng quay sắc màu và chụp ảnh. Vòng quay xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn, hãy xoay tròn. Vòng quay chậm chậm nhìn xem. Đây màu đỏ, hãy tìm những thứ có màu đỏ. Cùng nhau mình tìm thôi. Xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn, hãy xoay tròn. Vòng quay chậm chậm nhìn xem. Xanh da trời, hãy tìm những thứ xanh da trời. Cùng nhau mình tìm thôi. Xanh da trời. Vòng quay xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn, hãy xoay tròn. Vòng quay chậm chậm nhìn xem. Xanh lá cây này, hãy tìm những thứ xanh lá cây này. Cùng nhau mình tìm thôi. Xanh lá cây. Vòng quay xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn, hãy xoay tròn. Vòng quay chậm chậm nhìn xem. Đây màu vàng, hãy tìm những thứ có màu vàng. Cùng nhau mình tìm thôi. Vàng.
mình tìm thôi. Tím. Vòng quay xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn, hãy xoay tròn vòng quay trong trận mình xem. Sắc cam này, hãy tìm những thứ có sắc cam nào. Cùng nhau mình tìm thôi. Vòng quay xoay nhanh nhanh với những sắc màu. Hãy xoay tròn vòng quay chậm chậm nhìn xem. Sắc cầu vồng, chúng ta đi tìm sắc cầu vồng xinh. Nhìn kia. Wow, đó là cầu vồng. Chúng ta mau đi thôi nào. Các con đừng đi xa quá nhé. Vâng ạ. Ôi mình rất sợ. Sợ thật sợ. Tim đập mạnh. Có mình ở đây rồi. Bên nhau ta chẳng sợ. Đi cùng tớ nào. Mình cùng nhau đi thôi. Dũng cảm lên. Ta đi đến muôn nơi. Cố lên nào. Chẳng sợ gì khi bên nhau. Ôi mình rất sợ. Sợ thật sợ. Tim đập mạnh. Thích thích thích. Ai cũng có nỗi sợ riêng. Bạn đừng lo vì đã có tớ. Có mình ở đây rồi. Bên nhau ta chẳng sợ. Đi cùng tớ nào. Mình cùng nhau đi thôi. Dũng cảm lên. Ta đi đến muôn nơi. Cố lên nào. Chẳng sợ gì khi bên nhau. Ôi mình rất sợ. Sợ thật sợ. Tim đập mạnh. Thích thích thích. Ai cũng có nỗi sợ riêng. Bạn đừng lo vì đã có tớ. Có mình ở đây rồi. Đi cùng tớ nào. Mình cùng nhau đi thôi. Dũng cảm lên. Ta đi đến muôn nơi. Cố lên nào. Chẳng sợ gì khi bên nhau. Bên nhau ta chẳng sợ. Mình cùng nhau đi thôi. Dũng cảm lên. Ta đi đến muôn nơi. Đi cùng tớ nào. Ha 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 ha. Kiki, cậu thật dũng cảm. Cậu chẳng sợ gì cả. Đúng vậy, tớ chẳng sợ gì hết. Bố con rắn. Khi cảm thấy sợ hãi, chúng ta nên làm gì? Khi cảm thấy sợ, hãy dũng cảm và đối mặt với nỗi sợ. Rồi bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Mời em uống trà này. Ơi, con có thể mượn ấm trà của mẹ không ạ? Đây không phải đồ chơi, con đừng lấy ấm trà ra chơi nhé. Nhưng con rất muốn chơi. Hứa với mẹ rằng con sẽ không lấy nó ra chơi. Con nữa. Vâng ạ. Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Chỉ cần mình không vỡ. Sẽ không sao đâu. Hãy nhẹ nhàng mẹ sẽ không biết. Wow.
Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Kìa, bình đã vỡ. Mình nên làm gì bây giờ? Hãy nhẹ nhàng, mẹ sẽ không biết. Vừa rồi con nói sẽ giữ lời, làm điều không đúng để bình trà rơi xuống đất. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Không mà, không mà, chuyện này con không biết. Lời mà đã hứa hãy giữ lời, làm điều không đúng mẹ nhận ra ngay đây. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Vâng à, mẹ à, con xin lỗi. Nào, con yêu hãy nghe này, làm điều không đúng thì mình không nên giấu. Mẹ à, con xin lỗi. Lần sau con đừng làm như thế nữa nhé. Nếu chúng ta không biết giữ lời hứa thì sẽ chẳng có ai tin chúng ta nữa. Vì thế, khi các con hứa, luôn nhớ phải giữ lời. Các con, chuẩn bị đi ra ngoài nào. Hãy mặc quần áo nào. Được thôi. Lấy chiếc áo ta mặc nào. Xem ông Tài ở đâu. Thấy ông Tài mặc vào ngay. Mặc chiếc áo như thế này. Chân nhé như thế nào.
nào mà tin được. Bức tranh này trông thật là đẹp đấy. Ôi. Bạn có muốn tham gia cùng chúng mình không? Thật chứ? Tôi có thể ư? Tất nhiên rồi. Hãy tìm một nơi nào đó để ăn trưa nhé. Được thôi. Cùng mở hộp thức ăn ra đi. Hộp của tớ màu xanh nước biển. Hộp của tớ màu hồng. Nhìn của tớ này, nó màu vàng. Nhìn này, của tớ màu xanh lá cây. La la la, ta cùng đi ra ngoài, nhìn hộp đồ ăn của chúng mình ra xem. Ta mau xem đồ ăn bên trong. Bên trong đây là sandwich. Ngon tuyệt. Ta hãy chia sẻ với nhau. Trông ngon chưa này? Nào, mình cùng ăn. Yummy 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 yummy. Yummy 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 yummy. Thật là ngon. Cho cậu này. La la la, mình rất vui. Cùng nhau chia sẻ. Mỗi người một miếng. La la la, mình rất vui. Thật tuyệt khi mình chia sẻ với nhau. Ta mau xem đồ ăn bên trong. Thật là ngon. Cho cậu này. La la la, mình rất vui. Cùng nhau chia sẻ. Mỗi người một miếng. La la la, mình rất vui. Thật tuyệt khi mình chia sẻ với nhau. Yeah. Hôm nay thật là vui. Chúng mình đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Tớ thích nhất là sandwich, mì ống, cơm nắm, và cả sushi nữa. Thỉnh thoảng chúng ta lại đi ra ngoài với nhau nhé. Nhất trí. La 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 la. Đỏ, vàng, xanh dương. Tu 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 tu. Xanh lá. Chị này, em thích xếp hình, cho em xin một khối xếp hình. Được rồi, của em đây. Không phải, không phải, màu em thích không phải là màu này. Không, không, không. Đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương đây em thích chị. Đỏ nhé, thích sắc đỏ, màu em thích này. Đỏ nhé, thích sắc đỏ, màu em thích này. Được rồi, của con đây. Không phải, không phải, màu con thì không phải là màu này. Không, không, không. Hả? Đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương đây con thích chi? Vàng kia con thích sắc vàng kẹo chanh.
chơi đùa.